4 ngày cháu mới biết cháu không biết ai. Kêu con ăn cơm, rồi con là đi chơi, rồi con đi chơi. Ôi, 1 giờ, 2 giờ, chưa, rồi con đi chơi một đó, rồi bạn mô, hỏi bạn bè cứ không biết, đứng đâu, mà hai vợ chồng là khóc, bữa mũ cũng khóc, đến tiền cũng khóc, mà chưa đến tiền cũng khóc. 想他爸妈了，这么多年都找不到家呀，然后想爸妈了，我说你想了，然后找到家你就好了嘛，然后去看一下嘛，我说，说没边界，我就过海关，直接就过来了，偷偷过来，对吧？